cho đậu xanh. Nếu mà đậu xanh còn ấm thì mình bỏ vô nồi mình trộn với đường, nó sẽ tan đường. Còn đậu xanh mà nó nguội rồi thì phải để lên bếp và để lửa thật nhỏ để cho đường nó tan. Rồi các bạn cho 100g đường vào. Chúng ta bóp đều đó. Bóp đều cho nó mịn cái đường. Sau đó chúng ta đặt lên bếp để lửa nhỏ. Đặt lên bếp để lửa nhỏ. Khi các bạn đã làm xong rồi các bạn đặt lên bếp thì các bạn để lửa thật nhỏ nha. Vì cái này không có nước, không có cho thêm nước đâu. Cho nên là để lửa nhỏ thôi nó cháy. Mình cứ tán đều cho đến khi đường nó chảy ra. Khi mà đậu nó nóng và đường nó chảy ra thì nó sẽ có nước. Chứ bây giờ đừng cho nước vô lát nó sên lâu lắm. Chúng ta thêm 50g đường nữa nha. Tổng cộng là 150g đường. Còn nhóm nào mà không có cân thì tự xử. Tự nếm tự xử để cho đậu nó nhuyễn nè. Sau khi giả xong rồi các bạn sẽ vo cái đậu á ra thành từng cái cục tròn như trái cam vậy đó. Vo thật chặt, bóp thật chặt. Sau đó các bạn sẽ lấy dao á, các bạn cứ cắt lát mỏng. Cắt mỏng. Đúng rồi. Cắt thật là mỏng. Mà nếu các bạn thấy nó hơi lỏng á thì nhóm 5 đang làm một cái việc rất là sáng tạo và đúng luôn á, là các bạn cho vào máy xay, các bạn xay trở lại là nó nhuyễn trở lại. Xong rồi các bạn bỏ lên bếp, các bạn sên lửa nhỏ. Khi nó ráo rồi á, đậu không dính tay rồi, các bạn mới cho một chút muối vô. Dành chút muối vô nha các bạn. Khi mà các bạn sên xong, các bạn rờ tay vào đậu mà nó không dính tay nữa, các bạn lên các bạn lấy nửa muỗng cà phê nước hoa bưởi có trên đây rồi nha. Lấy nửa muỗng cà phê thôi nha, chút xíu thôi cho vô. Khi cho nước hoa bưởi vào là tắt bếp, không có nấu nữa nha. Các bạn nhớ là trong công thức còn có dầu nữa nha. Các bạn cho vào khoảng 1 muỗng canh dầu ăn. Khi mà nó đã ráo đậu rồi cho 1 muỗng canh dầu ăn vô. Cho nhiều quá nó bị đắng á. Cũng không có nấu lâu trên bếp nó cũng bị đắng. Nước hoa bưởi cho cuối cùng trộn rồi dắt xuống luôn, không có nấu lâu trên bếp. Các bạn nhớ phải có dầu nha, không có dầu là cái chè kho nó bị khô á. Đã sên xong rồi nè, các bạn xem cái độ đặc của nhóm 7 vừa mới sên á, như vậy là đúng yêu cầu nha. Để các nhóm, có một số nhóm hiện nay còn đang rất là lỏng, nhóm 1 chè còn đang rất là lỏng, cho nên các bạn quan sát cái độ sền để các bạn cho ra dĩa cho nó vừa. Sau khi làm xong thì chúng ta cho ra dĩa nhỏ hoặc là cho chén nhỏ và rắc mè lên trên. Nhớ là cuối cùng cho thêm 1 muỗng canh dầu đảo đều, tắt bếp cái là cho nước hoa bưởi vào đảo đều. Các bạn rắc mè lên vừa đủ trên mặt chè thôi nha, đừng có rắc nhiều quá nha các bạn. Cái định lượng của mè hiện nay nó hơi dư cho nên chúng ta sẽ cho khoảng 1/3 thôi là được rồi. Vị vừa ăn, thơm, độ ráo thì hơi ướt một chút. Nhóm 4 thì bị thiếu nước hoa bưởi, không có lên mùi nước hoa bưởi, phải có mùi nữa. Với lại đậu của đậu tốt, đậu mịn tốt. Nhóm 4. Đậu mịn tốt. Độ ráo cũng tốt. Thiếu mùi hoa bưởi. Nhóm 3 thì độ ráo rất là tốt. Như vậy là đạt yêu cầu nè. Ngày mai nó hơi cứng lại chút xíu nữa là được. Bán ngay cũng được luôn. Tại món này mình bán trong ngày càng tốt mà. Thành ra như vậy là mình bán luôn được rồi. Nhưng mà ăn thử vị xong. Nhưng mà cái đậu này các bạn xay chưa có nhuyễn là không đạt yêu cầu. Cái đậu phải thật là nhuyễn và mịn nha. Bỏ hết muỗng nào? Vị là vừa. À, nước hoa bưởi hả? Mình tốt hết, mùi vừa. Vị hơi lạc chút xíu. Mùi cũng còn thiếu. Nhóm 6 làm hơi bị khô quá. Nhóm 6 hơi khô quá nha em. Alo. Nhóm 6 khô quá, nếu mà nhóm 6 mà để lại qua buổi là nó bị cứng á, đến ngày hôm sau là nó cứng luôn. Thiếu cái độ mướt của dầu luôn nữa. Phải thêm một ít dầu nữa chứ không thôi là cái này để tủ lạnh ngày mai là nó bị nứt ra. Cái vị sao chứ? Vị vừa ăn. Mùi cũng vừa luôn. Mùi vị được luôn. Nhóm 2 mùi vị tốt. Độ ráo cũng tốt luôn.
Nhóm năm hơi ướt chút xíu nhưng mà vị ngon, mịn màng. Nhóm một chưa có nhuyễn, đầu chưa nhuyễn. Vị ngọt được. Mùi cũng thiếu một chút. Chắc tăng cái nước hoa bưởi lên một muỗng. Các bạn làm cũng chưa lên. À, đậu vẫn còn chưa nhuyễn. Độ ráo tốt nha. Riêng có nhóm 6 là hơi đặc quá thôi, còn nhóm 1 tốt nè, nhóm 3 cũng là độ ráo tốt. Nhóm 2 cũng tốt. Nhóm 5 mà nhóm 7 hơi bị mềm.